thân tôi thấy bắt đầu xuất hiện sản phẩm công nghệ từ các cơ sở đào tạo ở các trường đại học ở Việt Nam, và đây là một cái tín hiệu đáng mừng. Với hơn 120 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, 500 đại lý. Chị không ngờ là nó lớn như vậy và rất là hoành tráng, rất là nhiều công ty tham gia. Và những công ty này chị thấy rất là đầu tư và các bé học sinh nó dẫn đến nó học hỏi được rất là nhiều. 63 sở giáo dục và đào tạo. Sau khi mà đi triển lãm này xong thì em cảm thấy là những cái kiến thức em học trên trường nó áp dụng thực tiễn nhiều hơn. 300 trường cao đẳng, đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trải nghiệm những trò chơi này em thấy rất là vui và thú vị. Em thích nhất là cái khu mà có kính thực tế ảo vì nó rất giống thật. 1.000 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trên 10.000 khách tham quan. And seeing that the Vietnam education is booming up, right? For the education 4.0. Triển lãm quốc tế BEST Việt Nam 2019 đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2019. Triển lãm đã mở ra cơ hội phát triển và hợp tác kinh doanh cho các đơn vị trong và ngoài nước. BEST Việt Nam 2023 được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà cung cấp giáo dục Anh Quốc, BESA, British Education Supplier Association và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, HCA, dưới sự hỗ trợ của Lãnh sự quán Vương quốc Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp tham gia và khách tham quan triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, thiết bị, đồ chơi, đồ dùng học tập và các dịch vụ giáo dục tiên tiến. Sự kiện BEST Việt Nam 2023 cũng là một trong những sự kiện kỷ niệm quan hệ hợp tác 50 năm giữa Việt Nam và Anh Quốc. Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2022, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã tổ chức lễ công bố logo chính thức kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Ian Frew đã nhấn mạnh rằng mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang trở nên gần gũi và phát triển tiềm năng hơn bao giờ hết. Chương trình đối thoại đầu tiên của Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ chính thức khởi động với chủ đề tăng cường ngoại giao nhân dân, nhằm mục tiêu thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp, học giả, tổ chức giáo dục và người dân giữa hai quốc gia. Năm nay, chủ đề chính của BEST Việt Nam 2023 đó là chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục 4.0 gắn liền cách mạng công nghiệp lần thứ tư Education 4.0 to Industry 4.0. Theo đó, các sản phẩm, giải pháp công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin được ứng dụng vào dạy, học, kiểm tra đánh giá, dịch vụ trường học, phát triển thể chất, quản lý được trưng bày giới thiệu tại triển lãm. Lần đầu tiên, các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, kết nối vạn vật IoT, thực tế ảo, thực tế tăng cường VR, AR, vũ trụ ảo Metaverse, định danh chuỗi khối Blockchain được ứng dụng sâu trong ngành giáo dục. Triển lãm cùng lúc diễn ra song song với các hoạt động hội thảo chuyên đề giáo dục và đào tạo do các diễn giả hàng đầu thế giới trình bày. Khách tham quan được trải nghiệm lớp học thông minh tại khu EdTech. Cơ hội gặp gỡ giữa các nhà đầu tư giáo dục, đối tác, đại lý trong và ngoài nước. Tham quan trải nghiệm trung tâm chuyển đổi số giáo dục tại công viên phần mềm Quang Trung. Ban tổ chức rất hân hạnh được chào đón quý khách đến với triển lãm quốc tế về công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, thiết bị, đồ chơi, đồ dùng học tập và các dịch vụ giáo dục BEST Việt Nam 2023 diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Tân Sơn Nhất, địa chỉ số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.